Chào mừng các bạn đã đến với chương trình học anh ngữ với chúng tôi Study English with us. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của Anh Phong và TK thì TK nghĩ rằng các bạn nên bấm nút đăng ký vì đây là một cách rất là tốt cho chúng ta có thể học thêm một ngôn ngữ nữa các bạn nhé. Bài học lần trước chúng ta học về thì quá khứ hoàn thành. Bài hôm nay là một bài văn phạm tiếp theo của chủ đề lần trước. Mình học về cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Khi nào chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành? Chúng ta cùng bắt đầu bài ngày hôm nay nhé. Trước khi chúng ta vào bài ngày hôm nay, nếu mà các bạn chưa có học bài số 27 thì TK đề nghị các bạn nên học bài 27 trước. Thì quá khứ hoàn thành, mình học bài đó xong rồi mình mới học đến bài 28 là cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành các bạn nhé. Chủ đề của bài ngày hôm nay là cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Thì khe ôm lại định nghĩa của thì quá khứ hoàn thành cho các bạn nhớ nhé. Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành hành động nào xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn chúng ta vào cách thứ nhất thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác ở trong quá khứ trong phần này chúng ta lưu ý Thứ nhất là đã xảy ra và hoàn thành. Hành động này đã xảy ra rồi và đã hoàn thành trước trước cái gì các bạn? Trước một hành động khác ở trong quá khứ. Chúng ta lưu ý nhé. Ở đây mình có từ trước. Từ trước là như thế nào? Từ trước có nghĩa là hành động nào xảy ra trước. Hành động đó là quá khứ hoàn thành. Các bạn lưu ý nhé. Trong một câu của thì quá khứ hoàn thành sẽ có hai vế, sẽ có hai hành động. Hành động nào xảy ra trước là thì quá khứ hoàn thành hành động nào xảy ra sau là thì quá khứ đơn. Chúng ta lưu ý điều này nhé. Chúng ta xem ví dụ. When I got up this morning, my husband had gone to work. Khi tôi thức dậy sáng nay, chồng tôi đã đi làm rồi. Ở trong ví dụ này chúng ta thấy có bao nhiêu hành động? Có hai hành động. Hành động đầu tiên là gì? Là khi tôi thức dậy. Hành động thứ hai là chồng tôi đã đi làm. Thì trong hai hành động này, hành động nào xảy ra trước các bạn? Hành động thức dậy và đã đi làm cái nào xảy ra trước? Khi tôi thức dậy, chồng tôi đã đi làm mất tiêu rồi. Thì hành động nào? Hành động đi làm xảy ra trước. Cho nên hành động đi làm sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Hành động thức dậy là quá khứ đơn. Các bạn nhớ nhé. Hành động nào xảy ra trước là thì quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau là thì quá khứ đơn. Ở trong ví dụ của chúng ta, chúng ta có hành động got up có nghĩa là thức dậy. Và hành động thứ hai là gone to work, là đi làm. Như vậy mình có hai hành động nhé. Hành động thức dậy và hành động đi làm. Ở trong hai hành động này thì hành động đi làm là hành động xảy ra trước. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn. Chúng ta phân tích câu hành động đi làm này nhé. My husband had gone to work. Chồng tôi đã đi làm. Chúng ta còn nhớ công thức của thi quá khứ hoàn thành là như thế nào hay không? Subject là chủ từ, cộng với had là trợ động từ ở thì quá khứ, và PP là quá khứ phân từ. Mình có my husband là chồng của tôi, là gì các bạn? Là chủ từ nhé, subject. Kế đến chúng ta có had, là trợ động từ ở dạng quá khứ. Và cái đến mình có gone là quá khứ phân từ. Gone là quá khứ phân từ của động từ nào các bạn? Của động từ go nhé. Go là đi. Cột thứ nhất là go. Cột thứ hai là went là thì quá khứ đã đi. Và cột thứ ba là gone, quá khứ phân từ. Ở các câu hoàn thành chúng ta luôn luôn sử dụng cột số 3 các bạn nhé như vậy ở đây chúng ta thấy hành động chồng tôi đã đi làm là hành động như thế nào đã xảy ra và đã hoàn thành khi mà mình thức dậy thì chồng mình đã đi làm mất rồi thì như vậy là hành động đó đã, đã xảy ra chưa đã xảy ra rồi và đã hoàn thành rồi tại vì anh ta đã đi rồi các bạn nhé và hành động này xảy ra lúc nào ở trong quá khứ một vế khác trong đây nữa là gì trước một hành động khác như vậy hành động khác trong câu ví dụ của chúng ta là như thế nào là when I got up this morning là khi tôi thức dậy sáng nay. Thì hành động này là hành động xảy ra sau. Luật của chúng ta là như thế nào? Hành động nào xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn. Ở trong này chúng ta có câu I got up this morning. Các bạn có nhớ công thức của thì quá khứ đơn hay không? Chúng ta có I là chủ từ. Cái đến mình có got up là thì gì các bạn? thì quá khứ. Got là quá khứ của động từ nào các bạn có biết hay không? Động từ get, get là cột thứ nhất, got cột thứ hai và cột thứ ba là gotten. Get, got, gotten. Và vì chúng ta sử dụng ở đây là thì các bạn thì quá khứ đơn thì mình sử dụng cột số mấy? Cột thứ hai. Cột thứ hai là dùng cho thì quá khứ. Các bạn nhớ nhé, cột đầu tiên thì hiện tại cột thứ hai là thì quá khứ, cột thứ ba là hoàn thành. Cho nên ở đây chúng ta sử dụng thì quá khứ vì ta, vì sao? Vì đây là hành động xảy ra sau. Cho nên mình sử dụng thì quá khứ đơn. Như vậy mình sử dụng cột số 2 nhé. Nguyên ví dụ của chúng ta là When I got up this morning, my husband had gone to work. Khi tôi thức dậy sáng nay, chồng tôi đã đi làm rồi. Như vậy là chúng ta vừa học xong cách thứ nhất là dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Chúng ta sang đến cách thứ hai nhé. Dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ. Ở trong cách đầu tiên là một hành động xảy ra trước một hành động khác. Còn ở cách số 2 là hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định ở trong quá khứ nhé các bạn. Before she got married, she had traveled all over the US Cô ấy đã đi du lịch khắp nước Mỹ. Ở trong câu này chúng ta có hai hành động. Một là got married, là lập gia đình hoặc là kết hôn. Hành động số hai là had traveled, là đã đi du lịch. Thì chúng ta nhớ lúc nãy luật của chúng ta như thế nào? Hành động nào xảy ra trước là quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau là quá khứ đơn. Như vậy trong hai hành động, một là lập gia đình, hai là đi du lịch thì cái nào xảy ra trước các bạn? Trước khi cô ấy lập gia đình, cô ấy đã đi du lịch khắp nước Mỹ, hành động nào xảy ra trước? Hành động đi du lịch xảy ra trước các bạn nhé. Và hành động lập gia đình xảy ra sau. Như vậy thì giữa hai cái này, cái nào mình sử dụng thì hoàn thành các bạn? Hành động nào xảy ra trước? Sử dụng thì hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau? Sử dụng thì quá khứ đơn. Chúng ta phân tích ví dụ nhé before she got married. Thì ở đây chúng ta thấy chủ từ là she, động từ là gì các bạn? Got. Các bạn nhớ lúc nãy TK có nói hay không? Get, got, gotten. Như vậy đây là cột số 2. She got married. Cô ấy đã lập gia đình. Thì gì? Thì quá khứ đơn. Hành động số 2 là She had traveled cô ấy đã đi du lịch all over the US là khắp nước Mỹ, all over là khắp the US là nước Mỹ. Chúng ta chỉ cần phân tích cái vế đầu tiên là she had traveled, cô ấy đã đi du lịch. Thì ở trong câu này chúng ta thấy có khớp với lại thì quá khứ hoàn thành của mình hay không? Hoàn toàn khớp các bạn nhé. Chúng ta có công thức là subject cộng với had cộng với quá khứ phân từ. She là chủ từ, had traveled là quá khứ phân từ. Travel là động từ gì các bạn? là động từ thường. Ở động từ thường thì như thế nào? Chúng ta thêm ED. Nếu mà động từ bất quy tắc mình sử dụng cột số 3, động từ hợp quy tắc hoặc là động từ thường chúng ta thêm ED vào ở quá khứ phân từ nha các bạn. Ở trong cách sử dụng số 2 của chúng ta là dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ. Mình lưu ý trong đây là một hành động xảy ra thì chúng ta thấy hành động gì đã xảy ra? Đi du lịch khắp nước Mỹ đúng không các bạn hành động đã xảy ra và cái thứ hai là gì trước một thời điểm nhất định thì thời điểm nhất định ở đây là gì các bạn là kết hôn trước khi cô ấy kết hôn cô ấy đã đi du lịch trên toàn khắp nước mỹ và hành động này xảy ra lúc nào ở trong quá khứ như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng số 2 các bạn nhé dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định ở trong quá khứ cách số 3 dùng để diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài cho tới một thời điểm nhất định ở trong quá khứ. Cách số 3 khác cách số 2 một chút là hành động như thế nào? Hành động này kéo dài các bạn nhé. By the time Joshua finished grade 1, he had been in Canada for more than 4 years. Đến lúc Joshua học xong lớp 1, anh ấy đã ở Canada được hơn 4 năm. Trong câu này chúng ta cũng có hai hành động. Một hành động là Joshua finished grade 1 là Joshua học xong lớp 1. Và hành động số 2 là he had been in Canada for more than 4 years là anh ấy đã ở tại Canada hơn 4 năm. Như vậy mình thấy một cái là ở Canada và một cái là học xong lớp 1 thì cái nào xảy ra trước các bạn? Hành động nào xảy ra trước? Ở Canada trước các bạn nhé phải qua Canada rồi thì mới đi học. Cho nên hành động ở Canada là xảy ra trước và hành động học xong lớp 1 xảy ra sau. Thì hành động nào xảy ra trước chúng ta sử dụng thì gì? Thì hoàn thành. Hành động sau thì quá khứ đơn. Bây giờ chúng ta phân tích hành động xảy ra trước nhé. Ở Canada xảy ra trước sử dụng thì hoàn thành. He had been in Canada for more than four years. Anh ấy đã ở Canada hơn 4 năm. Các bạn có nhớ công thức của thì hoàn thành hay không? Công thức là gì các bạn? Chủ từ cộng với had cộng với quá khứ phân từ. Chủ từ của chúng ta đây là he là anh ấy. Had là trợ động từ ở thì quá khứ. Kế đến chúng ta có been là quá khứ phân từ của động từ to be nhé. Như vậy các bạn thấy đúng rồi phải không? Đây là vế xảy ra trước cho nên chúng ta sử dụng thì hoàn thành. Chúng ta phân tích vế xảy ra sau nhé. Học xong lớp 1, xảy ra sau, chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Joshua finished grade 1. Joshua đã học xong lớp 1. Công thức của thì quá khứ đơn là gì? Chủ từ cộng với động từ thêm ED các bạn nhé. Nếu mà bạn nào chưa có học bài văn phạm số 9 về thì quá khứ đơn của TK thì các bạn nên học bài đó trước để chúng ta biết được luật của thì quá khứ đơn như thế nào thì chúng ta sẽ áp dụng vào trong quá khứ hoàn thành nó dễ dàng hơn các bạn nhé. Bài số 9 ở trong chủ đề về văn phạm. Ở đây chủ từ của chúng ta là Joshua. Và kế tiếp mình có động từ thêm đi là gì các bạn là finished. Động từ finish mình thêm đi vào thì chuyển thành thì quá khứ nhé các bạn. Đây là cấu trúc của thì quá khứ đơn. Ở trong cách dùng số 3 là dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài cho tới một thời điểm nhất định trong quá khứ. Mình lưu ý hành động xảy ra và kéo dài. Ở đây hành động xảy ra và kéo dài là hành động nào? Là hành động Joshua đã ở Canada hơn 4 năm. Joshua had been in Canada for more than 4 years. Một hành động này kéo dài hơn 4 năm các bạn nhé. Và cái vế tiếp theo là cho đến một thời điểm nhất định ở trong quá khứ. Như vậy thời điểm nhất định trong quá khứ là gì các bạn? là đến lúc Joshua học xong lớp 1. By the time Joshua finished grade 1. Như vậy các bạn có hiểu hay không? Người ta nói rằng cho đến lúc mà anh ta học xong lớp 1, là anh ta ở Canada được mấy năm? 4 năm. Hành động kéo dài là ở Canada và thời điểm xác định là thời điểm nào? Là học xong lớp 1. Các bạn lưu ý nhé. Như vậy chúng ta vừa học xong cách số 3 là dùng để diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài. Cho tới một thời điểm nhất định trong quá khứ, chúng ta sang cách sử dụng số 4 dùng trong câu điều kiện loại 3. Thỉnh thoảng trong các bài văn phạm của TK các bạn có nghe đến câu điều kiện loại 1, loại 2, loại 3. Ở trong những bài văn phạm trước đôi khi chúng ta học về loại 1 và loại 2 rồi. Ở trong bài hôm nay chúng ta học đến câu điều kiện loại 3. Như vậy câu điều kiện loại 3 là câu như thế nào? Câu điều kiện loại 3 dùng để nói về một sự việc đã không thể xảy ra trong quá khứ. Mình lưu ý là không thể xảy ra các bạn nhé. Công thức của câu điều kiện loại 3. Thường nói đến câu điều kiện chúng ta nói đến hai mệnh đề. Mệnh đề thứ nhất là mệnh đề nếu, mình sử dụng là if, if là nếu nhé. Và mệnh đề số 2 là mệnh đề chính. Thì trong hai mệnh đề này, mệnh đề nếu chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Và trong mệnh đề chính mình sử dụng là would have cộng với lại pp. Các bạn lưu ý công thức nha. Hai mệnh đề Mệnh đề nếu là quá khứ hoàn thành. Là hôm nay chúng ta học thì quá khứ hoàn thành đó thì mình sẽ áp dụng vào trong mệnh đề nếu. Mệnh đề chính chúng ta sử dụng là would have cộng với lại pp, quá khứ phân từ. Chúng ta xem ví dụ. Ở mệnh đề nếu mình có câu là If I had studied harder, nếu tôi đã học hành chăm chỉ hơn, I would have passed the exam. Thì tôi đã thi đậu rồi thì chúng ta thấy ở trong mệnh đề đầu tiên là mệnh đề nếu. Người ta gọi là mệnh đề nếu là tại sao? Tại vì đầu câu mình có chữ if. Mệnh đề if đó các bạn thì mình có chữ if đầu câu rồi. Kế đến chúng ta là thì gì? Thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta có ai là chủ từ had là trợ động từ ở dạng quá khứ. Và số 3 là studied là gì? Động từ study thêm ed vào quá khứ phân từ nhé. Nếu tôi đã học hành chăm chỉ hơn thì có nghĩa như thế nào các bạn? là trong thực tế mình không có học chăm chỉ cho mình mới suy nghĩ là nếu nếu mà tôi học siêng hơn thì bây giờ tôi đã thi đậu rồi cho nên mình lưu ý hồi nãy mình nói rằng ở câu điều kiện số 3 là nói về một một điều kiện như thế nào không thể xảy ra hành động đã không thể xảy ra ở trong quá khứ thực tế là tôi đã không có học chăm chỉ cho nên tôi không có thi đậu bây giờ mình mới hối tiếc mình mới nói rằng à nếu như mà tôi đã học chăm hơn thì bây giờ tôi đã thi đậu Điều này có thể xảy ra hay không? Không, thực tế là không thể xảy ra nha các bạn. Cho nên quay trở lại đây, mệnh đề nếu, mệnh đề if là thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta sang đến mệnh đề chính. Công thức là would have cộng với lại PP, quá khứ phân từ. Thì mình có chủ từ là I cộng với would have và động từ là past. Là past cộng với ED các bạn nhé. I would have passed the exam. Thì tôi đã thi đậu rồi. Để nhắc lại nhé. Câu điều kiện loại 3 dùng để nói về một sự việc đã không thể xảy ra trong quá khứ. If I had studied harder, I would have passed the exam. Và trong câu ví dụ này thì quá khứ hoàn thành của chúng ta là I had studied. I là chủ từ, had là trợ động từ, studied là quá khứ phân từ. Study là động từ thường mình thêm ý đi các bạn nhé. Như vậy, cách dùng thứ tư là dùng trong câu điều kiện loại 3. Chúng ta sẽ đến cách sử dụng cuối cùng nhé. Là dùng để thể hiện sự tiếc nuối, sự thất vọng về việc nào đó ở trong quá khứ. Thường là mình sử dụng với câu như là tôi ước gì hoặc là điều ước. We wished we had bought that house. Chúng tôi ước gì mình đã mua căn nhà đó. Thì ở trong câu ví dụ này thì hoàn thành của chúng ta là câu nào các bạn? we had bought. We là chủ từ, had là trợ động từ. bought là quá khứ phân từ. bought là mua. Động từ gốc là gì các bạn? buy là thì hiện tại cột thứ nhất là mua. bought là đã mua và quá khứ phân từ là bought. Cột số 2 và cột số 3 giống nhau. Nhưng mà đây là gì các bạn? Thì hoàn thành nên chúng ta sử dụng cột nào? Cột số 3 nhé. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn thích bài học này của TK, các bạn vui lòng like và share dùm cho TK nhé. Để cho các bạn có thể dễ nhớ hơn bài học này, TK ôm lại một lần nữa cho các bạn nhé. Bài học hôm nay là cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Ở trong định nghĩa, thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra trước một hành động khác. Và cả hai hành động này đều đã xảy ra trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn. Chúng ta có 5 cách sử dụng. Cách sử dụng đầu tiên là dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác. When I got up this morning, my husband had gone to work. Khi tôi thức dậy sáng nay, chồng tôi đã đi làm rồi. Hành động nào xảy ra trước? Hành động chồng tôi đã đi làm rồi xảy ra trước nên chúng ta sử dụng quá khứ phân từ. Hành động khi tôi thức dậy là xảy ra sau cho nên chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Ở cách dùng số 2, dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ. Before she got married, she had traveled all over the US. Trước khi lập gia đình, cô ấy đã đi du lịch khắp nước Mỹ. Cũng hai hành động các bạn nhé, lập gia đình và đi du lịch thì hành động nào xảy ra trước? Đi du lịch xảy ra trước, lập gia đình xảy ra sau. Và hành động xảy ra trước là đi du lịch chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau là hành động lập gia đình thì chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Ở đây hành động xảy ra sau là thời điểm nhất định. Tại sao? Cô ấy lập gia đình là một cái cột mốc quan trọng, là một cái thời điểm quan trọng. Cho nên họ lấy cái đó là một cái thời điểm nhất định ở trong quá khứ. Ở cách dùng số 3, là mình dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài. Điểm khác biệt giữa số 3 và số 2 nhé. Hành động này xảy ra và kéo dài cho tới một thời điểm nhất định ở trong quá khứ. By the time Joshua finished grade 1, he had been in Canada for more than 4 years. Đến lúc Joshua học xong lớp 1, anh ấy đã ở Canada được hơn 4 năm. Hành động xảy ra và kéo dài là ở Canada được hơn 4 năm. Và thời điểm nhất định ở trong quá khứ là gì? Là đến lúc học xong lớp 1. Hành động xảy ra và kéo dài chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành. He had been in Canada for more than four years. Và thời điểm nhất định chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Cách dùng thứ tư là dùng trong câu điều kiện loại 3. If I had studied harder i would have passed the exam. Ở trong câu điều kiện sẽ có hai mệnh đề, mệnh đề nếu và mệnh đề chính. Mệnh đề nếu chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành if i had studied harder nếu tôi đã học hành chăm chỉ hơn. Câu điều kiện loại 3 là nói về một hành động không thể xảy ra trong quá khứ, cho nên chúng ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành các bạn nhé if cộng với quá khứ hoàn thành và cách dùng cuối cùng là dùng để thể hiện sự tiếc nuối, thất vọng về một việc nào đó ở trong quá khứ. We wished we had bought that house. Chúng tôi ước gì mình đã mua căn nhà đó. Thể hiện một sự tiếc nuối hoặc là một điều ước. We wished là chúng tôi ước gì. We had bought that house, chúng tôi đã mua căn nhà đó. Thì cái điều mà mình ước là điều mà mình sử dụng ở thì quá khứ hoàn thành. We had bought là quá khứ hoàn thành các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã học xong cách sử dụng của thì quá khứ hoàn thành. Cảm ơn các bạn học chung với anh Phan và TK nhé. Chúc các bạn học thật là tốt. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau. Bye bye. Bye bye.